Ngưng cấp sổ đỏ có cần làm gấp sổ đỏ hay không? Và chi phí hết bao nhiêu? Sổ đỏ nhà bạn đã làm xong chưa? Những anh em nào đi đầu tư mua bán bất động sản trong thời gian này, và đặc biệt hơn nữa là những anh em nào có đất đai, có nhà cửa, có bất động sản mà để lại từ cha mẹ, ông bà tổ tiên từ bao nhiêu đời nay mà chúng ta chưa làm được cuốn sổ đỏ, thì hãy xem kỹ cái video này. Có thể là bạn phải cần lưu cái video này để biết được cái cách làm cũng như là cái cách mà chúng ta giữ đất để đất chúng ta không bị trồng ranh, không bị lấn đất, không bị tranh chấp, để khi mà làm được cuốn sổ đỏ ai cũng làm được. Những đất đai nhà chúng ta bị trồng ranh, bị lấn đất, bị tranh chấp thì chúng ta phải xử lý xong cái tranh chấp thì chúng ta mới làm được. Mà đôi khi chúng ta xử lý xong cái tranh chấp, thời gian nó có thể là 6 tháng, 1 năm, nhưng cũng có thể là 5 năm, 10 năm. Và đến khi mà chúng ta làm được cuốn sổ đỏ thì cái chuyện làm sổ đỏ được trở nên khó khăn hơn, và những cái chi phí và thuế phí mà chúng ta đóng cũng trở nên đắt đỏ hơn. Vậy thì hôm nay Hiển sẽ làm cái clip này, chia sẻ cái góc nhìn và chia sẻ cái quan điểm của Hiển về cái việc là làm và cấp sổ đỏ, cũng như là cái việc là tạm ngưng cấp sổ đỏ hiện nay. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem được video này, bạn xem được kênh này, thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn nút hình quả chuông để ủng hộ mình, cũng như khi mình phát video ra, bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được những video này với những thông tin hay nhất, sớm nhất và ý nghĩa nhất. Hiện nay thì trên cả nước thì hầu hết các tỉnh thành đã tạm ngưng cấp sổ đỏ trực tiếp từ Sở Tài nguyên Môi trường, mà thay thế vào đó là cấp trực tiếp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hay tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi mà thổ đất tọa lạc. Thì bình thường khi mà cuốn sổ đỏ mà anh em chúng ta cầm trên tay á, thì ở cái trang 2 này, trang 2 ở góc bên dưới này, thì nó có để là chỉ là Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh, có thể là người ký có thể là giám đốc hay là phó giám đốc. Thì cái mộc tròn ở trên nó sẽ để thông tin là Sở Tài nguyên và Môi trường, thì xung quanh nó sẽ để là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng như là tỉnh là cái nơi mà thổ đất đã làm. Nhưng mà trong cái thời gian tới á, thì sao, và từ nay trở đi mà khi anh em chúng ta đi mua bán bất động sản thì chúng ta phải để ý điều này. Nhưng mà chúng ta cầm một cuốn sổ đỏ mà cái ngày cấp sổ từ nay trở đi á, mà nó là Sở Tài nguyên Môi trường, thì chúng ta phải cực kỳ và đặc biệt chú ý, nếu không có thể đó sẽ là cuốn sổ giả. Và từ nay trở đi, thay vì là cái mộc tròn để cái vị để là gì Sở Tài nguyên và Môi trường, thì người ta sẽ để là gì Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh mà là tỉnh nơi đất đai lạc, và bên dưới nó sẽ để là chi nhánh huyện là nơi có đất đai lạc. Vì cái việc là làm thủ tục đất đai mà nếu như chúng ta cứ lên sở lên tỉnh thì nó sẽ mất thời gian nhiều hơn, nên bây giờ người ta là đẩy và đưa xuống các huyện, quận, các thành phố, nơi đó là cái chi nhánh của văn phòng đăng ký đất đai, thì để cho thuận tiện hơn trong cái việc là kiểm tra, giám sát và cái thời gian làm hồ sơ, làm thủ tục cấp sổ đỏ chúng ta trở nên nhanh chóng hơn. Vậy thì khi mà chúng ta muốn được cấp cái cuốn sổ đỏ thì chúng ta phải cần làm những cái việc gì? Cái đơn vị đầu tiên và cái nơi mà mọi người dân và bà con chúng ta hay nghĩ đến đó là địa chính. Thì địa chính là địa chính xã phường, nhưng địa chính là người ta chỉ tiếp nhận hồ sơ thôi, người ta chỉ quản lý đất đai, những cái thủ tục liên quan thôi, chứ người ta không phải cái đơn vị trực tiếp để mà cấp những cái cuốn sổ đỏ này. Chính vì lý do đó nên là khi mà chúng ta muốn làm những cái gì liên quan đến sổ đỏ, giống như là gì, làm sổ đỏ lần đầu, rồi công chứng sang tên chuyển nhượng, làm tách thửa, làm thừa kế, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hay làm bất kỳ một cái thủ tục gì đó mà muốn sang tên những cuốn sổ đỏ mới, hay là cập nhật trang 3, cập nhật trang 4, thì chúng ta nên nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa ở trên huyện, hay là văn phòng đăng ký đất đai, hay phòng tài nguyên môi trường, thì để chúng ta tiếp nhận hồ sơ và được xử lý nó nhanh hơn, thay vì là chúng ta nộp ở chính xã, ở chính định chính xã thì người ta không phải chuyển lên huyện thôi, thì cái thời gian nó cũng chưa kể là gì, nộp chính xã thì đôi khi có thể là thất lạc hay thất thoát hồ sơ. Thì vì chính vì lý do đó là chúng ta làm trực tiếp tại huyện. Và khi mà chúng ta đi làm hồ sơ thì những giấy tờ mà chúng ta phải có là gì, đầu tiên là chúng ta phải có giấy tờ tùy thân, giống như là chứng minh nhân dân, và bây giờ là căn cước công dân có gắn chip, rồi giống như là sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, rồi giống như là biên lai đóng thuế nông nghiệp từ bao nhiêu năm nay, thì hầu như là mỗi năm đều có đóng thuế nông nghiệp hoặc là phi nông nghiệp, thì chúng ta nên lưu giữ những cái biên lai đó lại, cũng như là một số giấy tờ thỏa thuận nào khác. Có thể đối với một số người ngày xưa chúng ta mua của hợp tác xã, hay là sổ xanh, sổ hồng, sổ gì đó, hay là có một thỏa thuận nào đó, hay là có những loại văn bản giấy tờ nào khác, thì chúng ta mang tất cả những hồ sơ đó chúng ta lên bộ phận một cửa ở trên huyện, ở ngay cái chỗ của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thì chúng ta sẽ làm cái loại là đơn đăng ký cấp đổi sổ đỏ, hay là đơn đăng ký biến động bất động sản. Thì trên những cái cơ quan này, trên bộ phận một cửa này, người ta có đầy đủ form mẫu và có người hướng dẫn. Thực ra những cái form này cực kỳ dễ viết, chỉ cần chúng ta biết chữ thôi,
Chỉ cần bà con chúng ta biết chữ thôi, chúng ta có thể ghi được những cái thông tin này lại đó. Và sau khi chúng ta ghi thông tin xong á, thì chúng ta nộp vào bộ phận một cửa để chúng ta lấy biên lai. Tại sao chúng ta phải làm điều này? Nếu như mà chúng ta chỉ kiểu là xưa nay bà con hay làm là quen biết, là cầm hồ sơ thì nhờ người này nhờ người kia làm, và người ta sẽ làm, người ta nói ở cái này hết 10 triệu, cái này 20 triệu, cái này 50 triệu, cái này 100 triệu, rồi cứ đưa giấy tờ đây, đưa tiền đây rồi về đi, khi nào làm được thì báo cho. Thì nó xảy ra một vấn đề là gì? Chúng ta không có giấy tờ, chúng ta không có biên lai, mà toàn bộ hồ sơ giấy tờ gốc chúng ta đưa hết cho người ta rồi. Có thể là người ta có thể là vô tình hay là cố ý, hay là người ta nhiều việc, người ta về người ta cầm tiền thôi, mà cầm tiền coi như là đã xong, người ta tiêu tiền rồi, rồi người ta quên đi, hoặc là hồ sơ giấy tờ người ta bị thất lạc đi, người ta để một nơi nào đó và có thể là 6 tháng sau, 1 năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau. Và khi đó chúng ta liên hệ lại thì người ta bảo, ồ đâu, giấy tờ đâu, đưa đây tôi kiểm nghiệm. Không ngày xưa em đưa cho em, của đưa khi nào, có bằng chứng, có giấy tờ, có cái gì đưa lại không? Bởi vì thường là chúng ta làm theo cái kiểu là quen thân, nhờ người này, nhờ người kia. Mà cái văn hóa của người Việt Nam mình có cái kiểu là không làm trực tiếp, không đi trực tiếp, mà chúng ta cứ nhờ người này, người kia. Chính vì lý do nhờ người đấy nên người ta mới vẽ ra này kia, rồi người ta vẽ là phải đi lên tỉnh này kia, lên sở này kia, rồi các quan giám đốc này kia ký là về hồ sơ, rồi về chi phí rồi với này kia, mất rất nhiều tiền. Thì chúng ta đơn giản nhất là chúng ta mang những gì đó nộp trực tiếp vào bộ phận một cửa để chúng ta lấy biên lai. Và trên cái biên lai nó hiện cái gì? Biên lai hiện là thứ nhất là, một là cái giấy đó là cái giấy gì ở bản gốc, các bạn copy, hai là, ba là, bốn là, bốn là, năm là, rồi người ta sẽ để là ở hẹn là cái ngày nào trả kết quả. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta đưa chưa đủ hồ sơ thì người ta sẽ hướng dẫn chúng ta là anh chị phải về bổ sung thêm cái này, bổ sung cái này, bổ sung cái này. Hoặc nếu như người ta chấp nhận hồ sơ chúng ta mà có biên lai thì đến cái ngày mà trả kết quả thì chúng ta lên đó để lấy cái sổ đỏ, hay là lấy thông báo thuế, hay là lấy những gì liên quan để thực hiện nghĩa vụ tài chính để chúng ta quay lại chúng ta nhận cái cuốn sổ đỏ. Còn nếu như trong trường hợp mà đến cái ngày đó mà chúng ta lên mà người ta chưa có sổ đỏ, mà người ta bảo vì này vì kia vì đủ lý do, thì người ta phải trả lời cho chúng ta bằng văn bản, phải trả lời cho chúng ta bằng văn bản là thiếu cái gì và lý do tại sao và bao nhiêu lâu và cách và hướng xử lý như thế nào. Thì còn không á, thì nếu người ta cảm thấy khó khăn, người ta nói này nói kia, bởi vì anh em cũng biết đi làm sổ đỏ thì mà có nhiều cái thứ mà không tiện nói, thì thôi anh chị ghi rồi em vài chữ mà thiếu cái gì thì em về em biết được bổ sung, ký tên đóng dấu này, thì tôi đảm bảo với bạn luôn không ai dám làm sai. Bởi vì khi người ta có văn bản, khi người ta ký tên, người ta ghi con chữ, cái chữ người ta lên này, người ta đóng dấu ký tên đó, thì đó sẽ là bằng chứng sau này. Nếu như mà anh em chúng ta mà làm không được, hoặc là thất lạc hồ sơ giấy tờ, thì người ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Và giữa cái việc là cơ quan nhà nước đi làm giấy tờ sổ sách với nhau, nó sẽ dễ hơn cực kỳ so với cái chuyện là người dân đến các cơ quan nhà nước để chúng ta làm giấy tờ, thì cực kỳ khó khăn. Bởi vì cái thời điểm này hồ sơ giấy tờ gốc chúng ta không còn nữa. Bởi vì chúng ta không còn nữa nên cái chuyện chúng ta làm mà nó mất rất nhiều thời gian, cũng nhờ vào cũng như là chi phí giấy tờ là đi lên đi xuống, mà cũng không biết đến khi nào mới chúng ta mới làm xong được. Chính vì lý do đó là chúng ta tuyệt đối không có nhờ vả hết, chúng ta đến trực tiếp nộp hồ sơ, lấy phiếu hẹn và chờ đến ngày chúng ta nhận kết quả. Có thể trong quá trình đó, sau khi chúng ta có phiếu hẹn thì chúng ta có nhờ vả hay tác động này kia, thì cái chuyện đó nó sẽ dễ dàng hơn, nó đơn giản hơn. Bởi vì sao? Chúng ta có cái biên lai, chúng ta có cái phiếu hẹn, chúng ta có bản chứng, sau này có vấn đề gì đó chúng ta còn cầm cái đó đi, chúng ta lấy được sổ hay chúng ta lấy được giấy tờ, chúng ta lấy được hồ sơ, hoặc người ta làm thất lạc đi, người ta có trách nhiệm, người ta khắc phục và người ta làm cho chúng ta cái này. Và cái thứ hai nữa là gì? Những cái chi phí và thuế phí thì như thế nào? Nếu như chúng ta làm cấp sổ đỏ lần đầu thì ở một số địa phương và một số nơi thì chúng ta sẽ được miễn phí, hoặc chi phí của nó dao động từ 50 đến 100 nghìn đồng tùy theo cái diện tích và tùy theo cái quy định của mỗi địa phương đó là như thế nào. Cũng như là gì, nếu như trong trường hợp mà chúng ta chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp lên đất ở, đất thổ cư, thì chắc chắn chúng ta phải đóng tiền thuế chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp đến đất thổ cư rồi. Còn ở một số nơi, một số địa phương thì người ta sẽ cấp cho chúng ta là khoảng 400 mét vuông đất ở. Thì đối với một số nơi thì 400 mét vuông đất ở này thì có thể trị giá là vài tỷ đồng, còn một số nơi có thể là trị giá vài chục tỷ, vài chục triệu đồng. Còn ở một số địa phương hay những vùng kinh tế mà đặc biệt khó khăn á, mà nếu chúng ta sử dụng đất ở định lâu dài phù hợp quy hoạch và không có tranh chấp với ai trước 2004 hay 2014 ấy, thì chúng ta sẽ được cấp đổi sổ đỏ miễn phí. Cũng như là những anh em chúng ta đi mua bán đầu tư bất động sản, chúng ta công chứng chuyển nhượng sang tên để làm được sổ đỏ mới ấy, thì những cái thuế phí và chi phí chúng ta đóng, mà chúng ta phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 2% và thuế trước bạ là 0.5%, thì cái câu hỏi đặt ra là ai là người đóng cái thuế phí này? Không có quy định pháp luật nào quy định rõ là ai sẽ là người đóng, là tất cả đều là thỏa thuận. Và thông thường thì mọi người hãy nói là gì, thuế của người nào thì người đó đóng, giống như người đi mua thì đóng phải đóng gì, là đóng thuế trước bạ để ra cái sổ đỏ tên ông. Còn những người bán lấy tiền
thì phải đóng tiền thuế thu nhập cá nhân là 2%. Ngoài ra có thể là một thuế thuế phí về giấy tờ khác, giống như là chi phí làm hồ sơ, chi phí đo đạc, chi phí ra sổ, chi phí này, chi phí kia, thì đâu đó nó dao động từ 500 đến 1 triệu đồng. Còn trường hợp mà chúng ta tách thửa, chúng ta phân lô, chúng ta bán, chúng ta làm tặng cho, trong trường hợp mà nếu chúng ta làm tặng cho cha mẹ tặng cho con, hay con tặng cho mẹ, thì những quan hệ huyết thống với nhau, hay ông bà tặng cho con cái cháu ruột đó, thì chúng ta không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, nhưng chúng ta phải đóng phí trước bạ theo cái bảng giá đất hay theo cái quy định của thuế ở chi cục thuế ở cái nơi mà thửa đất ở lại, thì chúng ta sẽ đóng phải đóng cái tiền đó. Và cái thứ ba là gì, nếu như trong trường hợp mà từ nay đến cái khi mà chúng ta chưa làm được cuốn sổ đó, bởi vì mới đây Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường có đề nghị là gì, chúng ta sẽ cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, bởi vì sau ngày 1 tháng 7 năm 2024 dự kiến luật đất đai sẽ được ban hành và được áp dụng và được trở thành hiện thực, thì khi đó sẽ bỏ khung giá đất thay thế bằng bảng giá đất, bởi vì khung giá đất thì nó thấp mà bảng giá đất thường nó cao hơn gấp 10 đến 15 lần so với cái khung giá đất hiện tại. Chính vì lý do đó nên khi mà áp dụng bảng giá đất thì những chi phí và thuế phí chúng ta cũng phải đóng cao gấp 5, gấp 10 lần, thậm chí là gấp 15 lần do với bảng giá đất hiện, do với cái giá đất hiện tại. Chính vì lý do đó nó mới có câu là gì, chúng ta có cần làm gấp sổ đỏ hay không. Nếu như tại cái thời điểm này là chúng ta liên hệ mà chúng ta làm được cuốn sổ đỏ thì chúng ta nên làm ngay, làm liền đi. Bởi vì sao, cái chuyện mà làm cuốn sổ đỏ, mà cấp đổi sổ đỏ hay làm cuốn sổ đỏ đầu, không phải 1 tháng 2 tháng mà xong, có thể là 3 tháng, có thể là 6 tháng, có thể là 9 tháng, có thể là 1 năm. Còn đối với cái chuyện là công chứng mua bán sang tên á, sang tên sổ đỏ hay cập nhật tháng tư, nếu cập nhật tháng tư thì đâu đó chỉ là 1 tuần thôi. Còn nếu như mà công chứng sang tên thì thời gian nó dao động từ 20 đến 30 ngày làm việc. Và mọi người thì lại không để ý một cái chi tiết này, cái bảng thuế hay cái thuế người ta tính ngay tại cái thời điểm mà chúng ta đăng ký dịch vụ, đăng ký làm cái việc là đổi sổ đỏ, cấp sổ đỏ, hay là đăng ký cái thủ tục liên quan đến pháp lý bất động sản. Nếu như chúng ta đăng ký trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì khi mà ra sổ sau ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì chúng ta gì, chúng ta chỉ phải đóng cái tiền thuế theo cái bảng giá trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, chứ không phải ngay cái thời điểm mà chúng ta nhận cái cuốn sổ đỏ đó, chúng ta nhận cái hồ sơ pháp lý chúng ta về. Đây là một điều đặc biệt quan trọng mà chúng ta phải đặc biệt chú ý. Bởi vì sao, chỉ cần chúng ta đăng ký thôi, chúng ta đăng ký trước cái ngày đó, chúng ta lấy biên lai, chúng ta phiếu hẹn. Bởi vì tại sao mà cái mục đầu tiên mình nói là chúng ta phải đi đăng ký trực tiếp để lấy biên lai, phiếu hẹn, bởi vì cái biên lai, cái phiếu hẹn đấy là cái bằng chứng chứng tỏ là chúng ta làm ngày nào, chúng ta đăng ký ngày nào. Còn nếu chúng ta nhờ người quen, người ta không làm cái đó, thì khi mà chúng ta lấy sổ chúng ta mới đóng, thì cái thuế phí và chi phí chúng ta đóng là cực kỳ nhiều hơn, có thể gấp 5 đến gấp 10 lần. Cũng như là từ nay giờ đi mà chúng ta chưa làm được cái sổ đỏ, chúng ta chưa làm xong, thì chúng ta phải làm như thế nào để bảo vệ đất cho chúng ta, bảo vệ nhà cửa chúng ta, bảo vệ cái bất động sản của chúng ta, để không bị chồng hay không bị lấn đất, không bị hàng xóm lấn, hay không bị kê biên, hay không bị này kia, có rất nhiều vấn đề có xảy ra. Thì chúng ta phải làm gì, chúng ta phải cắm ranh, cắm cọc, cắm mốc. Và đặc biệt hơn nữa là nếu như có thể được thì chúng ta nên xây hàng rào, xây tường để bảo vệ. Nếu ít tiền thì chúng ta có thể xây 5 viên gạch, 3 viên gạch dưới đất và 2 viên gạch nổi lên trên. Còn những người nhiều tiền hơn thì chúng ta sẽ làm nhà, làm cửa, hay là chúng ta xây hàng rào bao quanh để bảo vệ đất, để giữ đất. Bởi bình thường khi đất mà nó không có sổ đỏ, nó không có giá trị thì không sao đâu, hàng xóm vẫn tốt với nhau. Nhưng mà khi làm được sổ đỏ, khi đất đai có giá trị là mới nói không, đất nhà tôi sang bên kia, không phải đất nhà ông, đây là đất nhà tôi, không phải đất nhà ông, bắt đầu xảy ra tranh chấp, cãi vã. Mà ngay cái thời điểm này là người ta đang làm sổ đỏ đại trà, làm sổ đỏ đồng loạt, mà chúng ta đã bị tranh chấp cãi vã như thế này, chúng ta không xử lý được tranh chấp thì chúng ta sẽ không làm được cuốn sổ đỏ. Và người ta để sau khi người ta làm hết cái đợt này rồi, bắt đầu người ta mới đi làm cho mình, mà khi đó người ta không còn làm nữa, hoặc là chúng ta phải làm một mình thì chi phí, thuế phí chúng ta phải trả là nhiều hơn, cũng như thời gian dài hơn. Còn chưa kể là chúng ta chưa xử lý được tranh chấp thì chúng ta sẽ không xử lý và chúng ta không ra được cái cuốn sổ đỏ này. Và nhiều người mới hỏi câu hỏi là vậy bây giờ mà nếu như em chưa có sổ đỏ, mà em chưa làm một cuốn sổ đỏ, em mở bao nhiêu đời này, em mua đất của người ta, em nói ra này kia, thì cái nơi nào mà chúng ta làm, thì cái nơi mà mình đã nói rồi đấy, là chúng ta phải nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa nơi mà thổ đất tọa lạc, ở trên huyện này. Ở trên huyện là bộ phận mở cửa, trên huyện ở ủy ban nhân cấp huyện, ở bất kỳ một huyện nào, một thị xã nào, một thành phố nào đều có cái bộ phận đó. Chúng ta lên đó, chúng ta liên hệ và vào đó có người hướng dẫn để chúng ta xử lý được. Còn nếu như mà chúng ta chỉ nói miệng, mang hồ sơ cho người ta nói miệng và người ta bảo về đi, khi nào có thì làm hay là chưa được đâu, thì đảm bảo được không biết đến khi nào chúng ta mới làm được việc đó. Trên đây là quan điểm của mình và cách mà mình đang làm hiện nay. Ngoài ra theo quan điểm và cách làm của bạn, còn có những cách làm nào hay hơn nữa để đảm bảo được quyền lợi của cái người mà sử dụng, người sở hữu bất động sản, thì hãy comment cái video này để hướng dẫn cho bà con, chúng ta chia sẻ cho mọi người biết cách
để làm được cuốn sổ đó nhanh nhất mà hay ít tiền nhất, đảm bảo nhất để chúng ta bảo vệ được quyền lợi của mình. Nếu như anh em xem clip đến đây thấy nội dung hay và ý nghĩa thì đừng ngần ngại nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn hình quả chuông để ủng hộ mình, cũng như lần tới khi mình phát video ra, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những video này với những thông tin hay nhất, ý nghĩa nhất và giá trị nhất.